đang giới thiệu nhà của huynh trưởng. Lần đầu cho nên phải quay nè. Này thuộc về như là vườn ương rồi, không chiếc nhách tùm lum hết trơn nè. Đây. Anh có thả cho nó bay đi ra ngoài không? Thả nó bay đi luôn đấy. Ờ. Đi của tôi ba con này đấy. Có nhiều người ta biết cách á, người ta vẫn thả rồi nó rủ về. Đi luôn. Welcome anh Công. Wow, mận khế quá trời ảnh chiếc. Này là phía trước nhà. À, trước nhà giống cây này giống cây phượng quá. Trồng đào ba màu đó. Trồng mảnh bó hàng rào lưới gì mà tụi mễ nó cũng phá, nó nhào vô nó bẻ trái cây của anh. Người Việt quốc gia thì có treo cờ quốc gia Việt cộng thì nó gọi là ba que đó. Quay ngược lại. Cái này giống cây phượng vĩ quá mà không phải lá, không phải cái điệp. Mãn cầu trái còn
Lakeside cho đến cái ngày đại hội ông về ông gặp tất cả mọi người chấp hành của mình. Ông Fred hả? Ông Fred. Ông Fred đã xa cái ngày ông đến, ông về đây gặp mình. Thì sau khi nói chuyện với ông Fred xong đó thì ông đã gửi cái email với cái số phone qua cho ông Joe. Thì sau đó một tiếng sau ông Joe ông gọi. Ok. Ông gọi thì cái đầu tiên là ông cảm ơn mình. Và ông cũng gửi lời đến tất cả các chiến hữu trong ban chấp hành sư đoàn 5, và ông cũng cho biết cái cảm tưởng của ông với gia đình của ông là ông rất là cảm động sau 50 năm mới có một cái đơn vị nhắc đến cái người bố của họ. Đúng rồi. Thì họ rất cảm động cái đó, thì ông cũng gửi lời ông cảm ơn tất cả. Và thêm một phần nữa thì ông muốn có một cái bài viết về người bố và cái đặc sản của mình, nếu mà còn kịp thì tôi nói ok, cứ gửi đi thì mình sắp xếp, thì ông sẽ có một cái bài viết ngắn thôi về người bố của họ. Để như vậy thôi, coi như là mình đã liên lạc được với gia đình của họ và cái tướng Fred luôn. Hôm qua tôi nói chuyện tại hai luôn. Để đến nói luôn, bạn nói chuyện sao về vấn đề họ qua đây về chỗ ở đó, thì anh hỏi anh Trần Tuấn đó, là nhờ hỏi ông Phát với lại gia đình ông. Dạ, thưa bây giờ đó không còn qua anh Tuấn nữa, tại vì anh Tuấn anh bây giờ đến mấy tháng nữa anh rất là bận. Ok. Anh bán nhà ở Oregon và anh mua về Chicago ở với người con, cho nên bây giờ làm việc trực tiếp với chị Minh Anh và tên Phát. Ok. Vậy thì anh có thể hỏi chị Minh Anh trước phải với lại nếu được như gia đình của ông là cái ông Châu với người con, cho nên chị có sự quên mất là ông đại úy đó, là nếu họ qua đi ông cháu họ muốn ở hotel hay là họ muốn ở chung một nhà giống như cái vacation home thì cho mình biết để mình đã sắp xếp bây giờ cho mình sẽ không kịp. Dạ vâng, thì trả lời với ông Trung là đã nói chuyện rồi. Chị Minh Anh sẽ chỉ nói là bây giờ tất cả nó sẽ về ở cái khách sạn Ramada. Okay. Luôn cả ông Fred luôn, họ ở chung với nhau cái chỗ đó, nó thuận tiện. Thì chị Minh Anh chỉ có nói là chị biết cái mình rất là bận trong những cái ngày sắp tới. Thì cái ngày họ đến á, thì chị Minh Anh á, chỉ có thể đi đón họ ở cái trường được nếu mình muốn. Và chị cũng sẽ đưa họ đi tham quan Sài Gòn. Nếu mình không có thời gian thì cũng cảm ơn chị trước rồi. Okay. Vậy thì em cho biết là họ sẽ book mấy ngày? Cái đó chưa chính xác, nhưng mà chị Minh Anh nói là tướng Fred á, với chị Minh Anh sẽ về đây khoảng thứ năm, có lẽ cùng với cái ngày với anh Tuấn. Thứ năm là ngày 12. Thì đại khái chỉ một hai ngày gì đó, nhưng mà chưa có confirm. Còn cái gia đình tướng Thomas có thể họ đang tính toán làm sao có thể đi cùng luôn nó tiện. Cho nên mình cứ coi như thứ năm đi, tất cả là họ về đây hết. Coi như thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Dạ. Thì họ sẽ ở cùng hết. Thì coi như là mỗi gia đình ở phòng đó là ba phòng. Thì cái là gia đình từng không phép với chị ấy. Là một. Là gia đình ông Tuấn. Ông anh Tuấn là anh Tuấn là chưa, mình chưa nói bây giờ bên phía Mỹ đi. Dạ, bên phía Mỹ thì tướng Phát với Minh Anh là một. Là một đúng rồi. Rồi gia đình của bên Thomas á là bây giờ là coi như 6. Ồ. 6 là nhưng mà chỉ là 2 đúng không ạ? Tại vì ông con là Joe, còn ông cũng đại quý sau này là cháu là một. Dạ, cứ chung họ tính chung một gia đình hết, họ về là 6 người. Okay. Và còn một người nữa cũng là cháu luôn của ông Joe, cũng đang trong quân đội luôn, là pilot ở San Sacramento, thì cũng đang xin phép cái ngày đó là có thể là về luôn, là mình cứ coi 6, 7 là max. Như là thành 2 dạ. Ok, tức là thành 2 giờ đấy. Hai phòng. Dạ, như hai phòng. Dạ. Chính phòng. Chính phòng là mình chính phòng. Dạ. Coi như 2. Coi như là ok, coi như là ông hai vợ chồng ông Phát là một. Là một.
vợ chồng ông Joe với một người con gì đó lại khác lại với một người cháu của ông Richard Truman, tức là con của ông Joe đó, là ông đại úy đó. Là tôi có nghe nói là hai vợ chồng có về đó, là coi như là đúng là bốn đó, là vợ chồng ông Joe và vợ chồng người cháu là bốn với lại hai người con. Chào anh. Ok. Anh như cái tinh thần như là của này là bên bên sư đoàn dù như tôi được biệt phái qua sương năm. Dạ. Dạ. Và anh Lộc cái 6 về đơn vị đánh nhận nó là bên dù đánh. Bên dù tôi có anh Nguyễn Phúc bảo vệ đó. Dạ. Bà con đó. Đó bà con đó. Nguyễn Phúc bảo vệ. Chim cá phi lê. Sốt đặc biệt tôm năm muối. Tại vì trước hội đoàn cũng nhiều á. Dạ. Tại vì hội đoàn nó dây dưa lắm. Mình tính mắc á thì người ta cũng lên. Mà mình tính rẻ thì không đủ cái sở hữu. Thì cái hôm đó ra tính nếu mình có thì thôi, còn không thì chắc phải mượn nhà hàng cái bàn nhỏ đó. Hai cái nến đó. Nếu mà có mình thành bàn. Không, tại vì thế là tụi tôi làm bằng thờ hả? Không. Đúng là vậy, tôi cũng có một cái cho anh này, để hình dung ra. Không có đơn vị nào á mà có một cái có bên giống như đơn vị tổ sư nó của tôi. Có ông Lê Văn Hưng là ông là từng tiếp từng đúng đó, ông Lê Văn Vĩ nữa. Dạ. Hai bữa là xanh vi tướng từ Lê Văn Vĩ cũng từ tiếp luôn. Từ tiếp là hai ông đều là tư lệnh, đều tư lệnh sư này. Để sợ ha. Cho nên là tôi sẽ có mà truy điệu thì cái bàn thờ nó là đơn giản thôi, nhưng mà nó phải là phải nó phải linh thiêng. Thì có những cái đó thì có thể nếu cần tôi có mượn anh mấy cái bàn những cái bàn chọn đỡ nhỏ thôi chứ có cái nhỏ hơn cái này. Nhỏ gọn, portable, chở cái xếp, bung ra làm chút xíu, làm khoảng 10-15 phút à. Nhưng mà anh biết không, nếu như anh làm bàn thờ đó, thì nên làm bằng vuông. Không, cái này nó... Làm tạm portable, bài ra để làm chút xíu thôi. Cái đó là khác. Cái này nói như vậy nè, là cái này coi như để tưởng nhớ những cái chiến sĩ đồng đội nào mà không có mặt cái ngày hôm đó với nhau. Tưởng niệm chút xíu thôi. Một cái bàn nhỏ. Cái bàn nhỏ. Hai cái ghế đó mình gấp vô, hai cái ghế gấp vô để coi như là mình cái hình thức tưởng niệm cái ngày đó họ không có mặt.
Tức là tôi nói vui cái bàn nhỏ hai ghế gặp lại. Làm khoảng 10-15 phút là xong là dẹp liền. Một cái bàn nhỏ với cái khăn bàn trắng. Được, không sao. Dạ, tới lúc đó anh cần mượn gì tôi có, tôi sẽ đem tới. Một cái bàn nhỏ với cái khăn trắng. Ok, no problem. Cái đó nó không có để chung với cái bàn. Đúng là không quan khác ngồi, nó sẽ nằm tốt phía sau. Cần dọn ra rồi xong dẹp dẹp vô liền. Coi như là cái phần đó mình muốn. Dạ, anh hiểu rồi. Dạ. Được. Sau có lần coi như là phước và thời gian bắt sao bác đưa tiền cho rồi để mua chip như vậy nha, làm giấy tờ cũng rất là có. Dạ, ok rồi, tôi sẽ dọn sáng như anh nói là cái này là cửa vô phải không? Cửa vô đây. À, đúng rồi, cửa vô cái sân khấu đúng rồi. Ok đó. Mà Phước Dương nó tính cái bàn mình không. Đúng rồi, đâu có cần ngồi ngang ngó xía đâu. No. Đúng rồi. Dẹp hai dãy bàn phía bên sân khấu là đúng đó. Dạ. Thành ra bây giờ mình tính làm sao hai cái bàn nó nằm như thế này. Mà nếu như mình hai sân khấu 43 đó. Cũng ở đây. Cảm ơn anh. Dạ. Anh tổ chức đám cưới đây thường lắm. Thường lắm. Dạ. Let's go Raiders. Let's go Raiders. Let's go Raiders. Watching, and don't forget to subscribe.